Em xin chào cả nhà, cùng toàn thể các bác máy cày trong mọi miền tổ quốc thân yêu của em và đang theo dõi kênh của Tuấn MC. Rồi làm bên lại và. Được rồi, ok. Vì hôm nay tiếp tục Lê Tuấn lên chúng ta một chiếc đầu phô 4.000 có cả mọc nhỏ các bạn nhé. Nhưng mà nói về để nói một cái đầu phô 4.000 này thì chúng ta đi vào chi tiết và ông chủ báo giá nói là giá là 101 các bác nhé, 101 và bao đầu phô này zin từ A tới Z chưa đụng bất cứ một thứ gì và từ vỏ ruột các bác nhé. Trước hết thì là vỏ ba gân, một cặp trước vỏ ba gân cầu to các bác nhé, giống như hai cầu nhưng không phải, có trợ lực tay lái. Cái này nó có trợ lực tay lái không anh? Có trợ lực tay lái không? À đúng rồi, không có nhưng mà lại nhẹ hơn trợ lực. Đấy. Vâng, nhẹ hơn trợ lực luôn. Đúng rồi. Nhưng mà nó nguyên nhân là sao mà nó lại nhẹ hơn trợ lực là sao? À. Rồi ok anh. Tức là nếu như mà các em mà vô mà test máy thử là anh cứ đưa bình vào là nổ thêm bao hết. Đúng vào hết. Rồi ok anh. Rồi anh để cho làm việc. Dạ. Rồi các bác nhé. Đấy thì em đã nói 3 cây thôi thì em cũng vượt cũng hơn 100 cây số các bác nhá. Đấy đi vào núi Cộng. Đấy và hôm nay thì em cũng đã gặp được một siêu phẩm cho các bác. Tức là bao rin từ ai dễ hết các bác nhá. Mua về những ít lạn. Đây, máy to ngon mà cuối cùng có thùng nhỏ xíu. Với một cái cầu ngon nha, cầu zin 5 tấn các bác nhá. Nhưng cái mọt thì rất là nhỏ. Nhưng mà không được, không vấn đề gì. Đồng tốc. Đấy các bác. Rồi để đi vào chi tiết 101 các bác nhá. Máy bao zin từ A đến Z và thứ hai vỏ của nó này. Rất tuyệt vời các bác. Vỏ đây. 18-4-30. Vỏ to. Các bác nhá, là răng cực kỳ luôn này. Đấy, nhưng mà không phải rỉ đâu các bác nhá. Đây là tróc sơn nhá. Sơn chứ không có rỉ gì hết đấy nhá. Đây là sơn này. Sơn trắng lên. Đấy, nhưng mà nó lởm nhởm, không biết sơn. Đấy các bác nhá. Rồi, em đi vào cái địa phần chính của nó này. Thứ nhất là bên này là heo các bác này, là heo này. Đấy, 101 triệu các bác alo cho em 0394 326 198. 101 các bác, quên. Zin từ A tới Z, máy chưa bung. Các bác nhá, T3. Đây. Đời T3. Tay lái nhẹ cực kỳ, các bác nhá. Tay lái nhẹ, heo. Nếu như trợ lực thì cái tay lái này còn nhẹ hơn cả được. Bác chủ nói như vậy, xe ít làm, mua về để chơi. Các bác ạ, mua về không làm gì, đây miền núi này có gì làm gì đâu. Đấy, đây này, đó máy này, máy ngon chưa? Đó, thấy chưa? Đấy, máy như vậy đó, là các bác biết rồi, có nào? Nào, trẻ măng, đây này, xin xòa nha, mu này, đây này, và độ cái này các bác này. Ti biệt, đầy đủ hết các bác nha, cơ. Xin xòa, đây các bác này, các bác máy nhìn cho em. 101, em thấy cái giá này là hơi bên ngoài các bác. Rồi, các bác nha. Đấy. 4.000 zin. Vì vừa nãy vừa lấy bình để đề cái máy múc. Em vừa lấy máy múc xong các bác nha. Một cái máy múc thiên tài luôn. Em là đỉnh của đỉnh. Rồi đây, em cho các bác coi vỏ trước này. Đây vỏ ba gần. Còn zin luôn, mới cáo chỉ. Đây, 5.70-16. Rồi, cái này nha là không phải ấy đâu các bác nha. Này, đây này, sơn thôi nha. Cái sơn nó ố đi chưa phải gì hết các bác nha. Đây này. Chưa được gì hết. Rồi đây cầu trước các bác. Mặt trước đẹp không? Mặt trước rất đẹp. À, em rất có cảm tình đến cái xe này. Đấy, và thứ hai nữa là cầu đây. Cầu trước. Đây. Đây. Nhớt nhau đầy đủ. Ông chủ này ông chăm. Ông cực kỳ là giỏi. Đấy, ông chủ này ông độ xe phải nó tuyệt vời luôn. Không có phải gì đâu bác nhá. Đấy, đen đấy. Đó rồi, đó vậy. Sơn trắng này rồi. Cái kia đen đó vậy. Không có gì. Xe này là cực kỳ. Đây này. 70LA-77-38. Không có giấy tờ. Đây, gần ba gần bên này. Đây. Các bác thấy chưa? Đó, rồi cả. Nhẹ hơn tay lái. Trời. Đây, T3. T3 thấy chưa? Các bác thấy không? Đó, tối thui luôn á. Nhưng mà máy của em kéo vào là nó sáng vô bác cô luôn này. Đó, cái máy của em là như vậy. Đấy. Rồi, ok các bác nha. Đấy. Đây. Bao zin từ A tới Z, máy quan zin các bác nhá. Đấy, đây nắp dầu này rất kỹ lưỡng. Đó, đấy bình thì
bác chủ bác coi như là ấy rồi cho cái vừa nãy đề máy thì lấy ra để đề. Lê Tuấn có bảo là lấy ra đề thì chưa đưa vào được, đang sạc. Đùi đây các bác nhá, V5. Đấy, đùi nhá, đùi tròn, đùi to. Bác. Đấy, 101 bác chứ. À, em nói kêu 130 triệu em bảo không được, bà không 130 triệu được. Đây cái này là ấy là không phải xét gì đâu các bác nha. Đây là sơn trắng này. Sơn trắng đầu ngoại. 18 này, 430. Vỏ to, hai bên đồng đều với nhau. Bác nha. Đấy, vỏ gốc xịn xò luôn. Đấy, Nguyễn Đình. Bác nha. Rồi, chúng ta đi ra là thao chi tiết đùi của em đó, cực kỳ chưa? Đấy, to mông rộng háng, đắt đúng tiền. Em nói thật các bác, không phải nói xe này là zin từ A-Z, các bác cứ coi như thế nào ông chủ nói vậy đó. Ông nói thật à. Có cặp kiếm luôn các bác nha, cặp kiếm mang theo luôn. Em nói các bác là cặp kiếm này cứng đét luôn. Úi dồi, cặp kiếm này còn zin luôn các bác này. Đấy này, chưa có một cái gì mà ấy này. Đấy này, mà em lắc mà nó còn cứng ngắc luôn, nó chưa có được gọi kiếm bác. Đấy, có cặp kiếm cho các bác luôn nha, tuyệt vời, đỉnh của chốt luôn. Đấy. Đấy, xe này đã là cấy đồng tốc luôn rồi các bác, một cái mọc. Đấy, một cái mọc của cái mọc zin luôn các bác này, to luôn, mật vả, hai ti biên một cầu, cầu zin 130 năm tấc các bác nhá, bánh to khủng khiếp. Đây, tất cả mọi chi tiết liên kết với nhau thành một khối, một cặp kim luôn cho các bác luôn. Đấy, vỏ thau các bác này, nhìn này. Đó, vỏ thau hai bên nhá. Bên kia còn ngon, bên này cũng vậy luôn, hai bên này. Đấy. Các bác hãy điện thoại cho em 0394326198. Rồi. Rộng 2m2. Thì cao là nhiêu đây thôi các bác này. Đấy, cao là nhiêu đây là đẹp này. Đây, có ống này để chúng ta cắm vào này. Đó. Đấy, cắm nhá. Đấy thôi. Cái nào có ống cắm vào thoải mái. Cái xe này thì có nha. Đây, cặp vỏ thau các bác nhá, cặp vỏ thau còn ngon chứ không phải là không ngon. Đây, cầu đây, đến này. Đây các bác, không có thắng hơi các bác nhá. Đấy, tất cả mà chi tiết tất cả hai cặp vỏ đều ngon, thùng bóng. Đây các bác này, đây. Đấy, cái này thì thùng thì nói chung các bác chờ thì thoải mái, nhưng mà nó rất đồng tốc. Thế ai gặp được một cái máy hơi bị ngon. Đấy, cầu zin nhá, cầu zin 150. Đấy, bánh to. Mà cái này là coi như là đùi vuông luôn các bác ạ. Hoàn thiện đấy. Đấy, một cặp ti. Ti bên. Một cặp ti bên. Đấy. Rồi, 2m2 rộng. Cao khoảng 80 phân chiều cao lên. Nha, dài 1m. Dài 2m rưỡi. Rồi, vỏ đằng sau của nó là đi 10. 00, 20. 10. 0020 các bác nhá. Đấy, ok. Đấy, đây. Đây, hình dáng của em rồi. Tuyệt vời. Rất gọn nhẹ cho các bác nào thích chơi hàng khủng. 101-0394-326-198. Em phải dẫn các bác đến và đưa em về. Với một đầu phố 4 ngàn. Xin xòa còn zin từ A-Z các bác nhá. Không thể tưởng tượng nổi với một cái vấn đề này. Lê Tuấn đã tìm cho các bác. Và cuối cùng, cho Lê Tuấn xin phép gửi đến các bác một ngày chủ nhật vui vẻ bên gia đình và cùng anh em nâng ly chúc mừng hạnh phúc cho các cháu cũng như tất cả anh em mình thân hữu gần xa. Và cuối cùng em xin dừng video tại đây, xin chúc các bác một chủ nhật vui vẻ và đón video của em xin chân thành cảm ơn. Để các bác, cái này không phải xì rất thì đâu có nha, sơn trắng đấy. Đấy, bữa trước cái nền đen, bây giờ sơn trắng lên, bây giờ nó tróc ra thì nhìn như vậy, còn rin. 18-430, vỏ to, xịn xòa, máy bao rin hết, bình bọng đàng hoàng nghiêm chỉnh. Đấy, vỏ trước 3 cân, còn rin, 7.00-10. Đấy. Có mùi luôn chưa các bác? Đây. Quên chưa coi vô lăng cho các bác luôn này. Đây. Đó, đó nha. Rồi.
gói yên viết đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, ok luôn, đủ to. Mù lớn luôn, đủ to mù lớn. Đấy các bác nhá. Rồi, em xin dừng video tại đây rồi. Hẹn lại các bác rồi. Các bác nhá. Đây, số sơn và số hay của em. Ok, đừng có chốc. Thôi, không lưu luyến nữa các bác nhé. Rồi, hẹn lại các bác video sau các bác nhé.